Bên này là cái công viên hồi nãy đó con đã chạy vô tham quan rồi nha cô chú. Đây cũng có con đường dẫn ra ngoài đường lộ chính nè. Bên đó là cái khu nhà tre Tinh Hoa Việt Nam. Và con sẽ chạy vô trong cái dòng sông Vina. Con đang đứng bên khu vực bảo tàng gấu nha cô chú. Bên kia là dòng sông Vina đang diễn ra lễ hội. Bên đây là bảo tàng gấu đây. Thôi cha, đi ra. Xin chào cả nhà. Hôm nay mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan Game World với hai cha con nha. Hướng lên trên này là Gành Dầu, còn hướng đi xuống dưới đó là Dương Đông và Cửa Cạn. Còn trong đây chính là cái bãi giữ xe hồi nãy con đi trong này đây. Tiếp tục cuộc hành trình là sẽ đi qua dòng sông Vina bên đó nha cô chú. Thì mời quý cô chú anh chị mình cùng tiếp tục đi tham quan. Bãi giữ xe nè cô chú, nãy con gửi trong này. Bãi giữ xe thì hoàn toàn miễn phí rồi. Không phải lo về vấn đề vé 5.000 đồng hay 10.000 đồng. Này xong vòng ra cổng chính đi vô. Đông ghê luôn. Chậm chậm mà đi thôi cha ơi. Quay cho cô chú mình xem từ từ xem. Chỗ nào mà dừng được 2 phút, 3 phút gì đó dừng lại. Khu vực này khu vực cổng chính nha. Rồi sát sát vô lệ. Nếu mà dừng lại ngay chỗ này, cái chỗ này là không được đậu, đậu chính tới. Đậu đây đi xem. Bên này là cái công viên hồi nãy đó con đã chạy vô tham quan rồi nha cô chú. Đây cũng có con đường dẫn ra ngoài đường lộ chính nè. Bên đó là cái khu nhà tre Tinh Hoa Việt Nam. Và con sẽ chạy vô trong cái dòng sông Vina trong đó nha. Đi cho. Trong đây đường này chứ, đi đường chính, cổng chính này chứ. Chạy đây cổng chính chạy vô chứ. Tính chạy đường này rẽ qua dòng đằng sau. Chạy lên bờ luôn không? Được nào bữa mình đi được đó thì mình chạy đường đó thôi. Wow, đông ghê luôn. Buổi chiều chút xíu nữa trong đó vậy diễn ra cái chương trình gì đó. Chút nữa mới đi vô. Chút nữa mới vô. Chạy vô trong này. Chạy vô dòng sông Vovernay. Đây là cái khu vực cổng chính nha. Chậm chậm đi chơi, đậu đây chơi. Vẫn còn sốc vé rất là đông. Đi cho. Chạy chậm chậm, chậm chậm, mò mò đi từ từ. Đông nghẹt hết luôn. Nó đi những cái chiếc xuồng thuyền này nè cô chú. Đi cho. Đi những chiếc thuyền nó dạo trên phố. Đó tài xế xe. Chậm chậm mà thôi. Đi dưới kìa, thuyền nó chạy rồi. Bên cặp bên dòng sông này nè cha.
đi chiếc xuồng nữa đó cô chú. Còn có vỏ lãi à. Con đi dưới nước. Nhưng mà con không được chạy trong này, con chạy ngoài biển, như vậy trong sông. Còn đi trong này thì phải thuê. Cô chú mình có thể đi lên trên lầu ở trên đó nữa nha cô chú. Đứng trên đó ngắm cảnh cũng rất là đẹp. Rồi con sẽ chạy một vòng hết khu vực dòng sông này và cái hồ tình yêu trong kia. Hồ tình yêu để biểu diễn nhạc nước nha cô chú. Dòng sông này thì để tham quan chạy xuồng đó, tham quan. Đi chơi không đã đủ thêm người cho nữa ha. Đây chơi vui quá mà. Đây là cái hồ tình yêu nha cô chú. Con đêm sẽ biểu diễn nhạc nước. Chơi đây gần gần hồ đó. Đây là khu vực sẽ biểu diễn nhạc nước vào ban đêm nha cô chú. Thời gian diễn ra là tầm 9:30 ban đêm. Đêm nào cũng có diễn hết. Những cái đêm mà có trời mưa thì con không biết. Những đêm bình thường trời nắng thì đều diễn ra vào khoảng tầm 9:30 đêm. Tầm 30 phút thì buổi biểu diễn sẽ kết thúc. Tiếp tục đi nha. Qua bên đó là cái khu vực chợ đêm. Bên đây thì cũng có góc nhìn rất là đẹp, nhưng mà nếu như mà con khuyên cô chú mình muốn xem nhạc nước để thấy được toàn cảnh thì nên chọn cái góc đó nha, góc này. Góc này nè cô chú, góc bên phía bên đây thì sẽ có góc nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Bữa trước thì hai cha con quay thì chọn cái góc nhìn là phía bên kia nha cô chú, hơi gần. Ban ngày thì những khu này ẩn dưới nước, xuống ngoài diễn xong rồi mới trồi lên phía trên. Lên
không khí sôi động. Chậm chậm thôi, ta cũng diễn mà. Vừa đi vừa diễn mà. Khu vực bên đây là chợ đêm, khu vực ăn uống. Đây, dừng lại chút đi nha. Bên đó là khu vực chợ đêm ăn uống nha cô chú. Đi đâu mà nhanh vậy? Mới thấy đây mà. Chạy đi túng phía trước đó nha. Cái này chắc ra phía trước ở ngoài công viên đương đại mà đó, biểu diễn rồi đó. Đi chung với ta luôn. Cắm đầu ở đây này. Để quay có đầu có đít không hả? Kìa kìa xem. Còn diễn hết nữa không? Ra biểu diễn ở phía trước. Đi theo nha. Ban đêm thì có đèn lung linh. Thank you.
Biểu diễn này hả? Chứ không phải biểu diễn ở ngoài cổng chính ngoài kia. Quay cho chính diện nó chạy qua đó đó, cấm dừng quá 2 phút, đậu đây đi, trong dừng 2 phút đi chỗ khác. Đứng đó đi, chỗ nào đâu đậu, đây có chỗ nào đâu đậu xe. Đang đứng bên khu vực bảo tàng gấu nha cô chú. Bên kia là dòng sông Vinai đang diễn ra lễ hội. Bên đây là bảo tàng gấu đây. Đứng bên này xa quá không thấy được. Thôi bên kia đường không thấy được. Giờ này bắt đầu diễn ra buổi lưu diễn rồi. Đi cái taxi trước không? Taxi trước ở trên kia. Chạy vòng qua bên phía trong đó nha, chạy vòng qua đó đó, vòng qua nó vòng lại. Nó vòng trong đó, nó chạy ra phía trước đó, phía sông. Buổi chiều giờ này là tầm đâu lại cùng à, giờ này là 5:40 chiều nha cô chú. Thôi chắc thì ra. Đường nào qua bến là được, đi đi. Chạy xong luôn á vậy? Chạy dưới này luôn nè. Kết thúc buổi biểu diễn. Đi.
Đây giờ bán trả xe đi về. Chắc hẹn cô chú lại dịp sau để mà đi quay vô trong trong cái khu tinh hoa Việt Nam này quá. Dừng đây đi cha. Đó là khu tinh hoa Việt Nam nha cô chú. Chắc là phải hẹn cô chú mình lại dịp khác rồi. Hôm nay thì con vô đi, không có đi vào đó được. Con vô đi. À, diễn xong rồi. Diễn xong rồi đi vô xem bên kia bên này trễ giờ luôn rồi. Đường nào qua bến là được rồi đi. Chạy xong luôn hả vậy? Chạy dưới này luôn rồi. Kết thúc buổi biểu diễn. Đi. Bây giờ bán trả xe đi về. Chắc hẹn cô chú lại dịp sau để mà đi quay vô trong trong cái khu tinh hoa Việt Nam này quá. Dừng đây đi cha. Đó là khu tinh hoa Việt Nam nha cô chú. Chắc là phải hẹn cô chú mình lại dịp khác rồi. Hôm nay thì con vô đi, không có đi vào đó được. Con vô đi. À, diễn xong rồi. Diễn xong rồi đi vô xem bên kia bên này trễ giờ luôn rồi. Đi cho. Nè, vô chụp hình nè. Chụp hình lấy cộng vô. Vô vô hết nè. Chứ chuyện gì vậy? Rồi bây giờ thì hẹn gặp lại cô chú mình vào dịp sau, con sẽ đi vào trong khu tinh hoa Việt Nam nha cô chú. Xe cha cha qua trả xe. Đó là dòng sông Vinai nha cô chú. Bên đó là bãi giữ xe. Bây giờ thì hai cha con thanh toán. Dạ đợi em xíu chị. Dạ đợi em xíu chứ. Mình lại bộ đi cho hai người. Đúng rồi. 100 nha. Cầm luôn nha ta. Ồ, đi thôi.
Thôi về nha cô chú ơi. Hôm nay hơi tiếc một xíu là vào buổi chiều ở nhà có một ít việc bắt buộc phải hai cha con phải về để mà làm, nên là không có dẫn cô chú mình đi vào trong cái khu tinh hoa Việt Nam được, thì mong quý cô chú anh chị mình thông cảm và hẹn cô chú anh chị mình vào dịp khác con sẽ lên quay trong cái khu đó cho cô chú anh chị mình xem và tiếp tục giới thiệu về thành phố không ngủ của Phú Quốc nha cô chú. Hôm nay mới chụp hết được cái đoạn đó, mới bỏ ra được cái đoạn đó. Phải nói là đi trên này thì cô chú anh chị mình đi vào buổi chiều và buổi sáng là hai cái buổi là hai cái thời điểm mà rất là đông vui và không khí thì cũng mát mẻ, rất là thuận tiện cho cái việc mình đi tham quan. Còn đi vào buổi trưa thì hơi nắng. Còn khu này cô chú anh chị mình muốn đi bộ thì cũng được, nhưng mà đi xe thì bắt buộc thì phải thuê. Bình thường thì ngày thường thì thuê 60.000 nha cô chú, còn hôm nay là cái dịp lễ Tết thì thuê giá sẽ tăng lên 100.000. Em thấy người ta đi đằng xe đằng kia kìa. Cái này được. Thì dịp lễ hay dịp Tết gì đó thì chi phí và các cái dịch vụ sẽ tăng lên một chút xíu so với ngày thường. Còn vô đây thì gửi xe miễn phí và đi tham quan miễn phí hoàn toàn, không có thu vé. Chỉ có những cái khu như resort và khu bên đó là cái khu casino bên đó thì cô chú anh chị mình vô đó chơi và nghỉ dưỡng trong đó thì bắt buộc phải mua vé và sử dụng dịch vụ thì mới vào được. Trong khu này thì đi vô tham quan hoàn toàn miễn phí và bình thường. Cô chú anh chị mình đi vào buổi chiều thì hãy nán lại đến 9:30 tối để mà xem biểu diễn nhạc nước. Một cái show biểu diễn nhạc nước rất là hoành tráng ở thành phố không ngủ về đêm. Và vào thời điểm buổi chiều thì cũng diễn ra các mini show biểu diễn giống như nãy con quay cho cô chú anh chị mình xem đó. Biểu diễn cho bà con mình đến tham quan. Rồi các điệu nhảy ở châu Âu và thời Trung Cổ. Bãi giữ xe nè cô chú, xa tích vô trong kia luôn, hai bãi giữ xe rất là lớn. Bữa lên đây quay nhạc nước thì con vô tình là mất phiếu xe và bắt buộc phải trình giấy tờ và phải trích xuất camera. Cha vô lấy xe nha cha. Con xin được cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem và theo dõi video của con nha. Mình chúc quý khán giả của kênh Phú Quốc quê tôi có thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Video còn gì thiếu sót thì mong quý cô chú anh chị mình góp ý thêm để con hoàn thiện hơn ở những video lần sau. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình nha.